nên là 20-50 và 10-40, 0-40. Nước này là nhất 20 là nhất đặc, này là nhất lỏng, lỏng gì dừa này là lỏng nha. Như nhà xe mới và phải xài 0-40 là ngon nhất, còn 20-50 này đặc lắm. Này nhìn giờ mình giới thiệu cho nhất nha, lật lại nè, lật cái làng nào xuống trước làng đó lỏng nhất đó. Thấy không, mùi thấy chưa, 0-40 là nó chạy xuống trước, thằng 10-40 chạy chạy xuống nhì, thằng 20-50 là chạy xuống bếp nhất nha. Đó, lật lại nè đó. Nhất này nó 0-40 này nó lỏng hơn, cái độ nhớt này nó ngon hơn. Giờ chạy về về xe nó êm, xe mới nha, còn cái xe cũ á, làm độ nhất 20-50 này cho nó khỏi êm máy khó kêu, còn xe mới là nên đổ 0-40 này là ngon nhất. Đó. Không, độ nhớt nó chạy xuống trước, nó lỏng chạy xuống trước. Này nhớt 0-40 và 10-40, 20-50. Thằng chạy phía trước này là độ nhớt nó lỏng hơn, chạy xe mới là yên nhất, độ bền nó cao hơn. Đặc lắm không, thằng này đặc lắm, xuống lâu lắm, chưa xuống luôn nè. 20-50 này là nó đặc, để sau này là cái động cơ nó dính dính bụi nhớt bụi than. Chạy lại.